giật diều, mùa xuân theo em về. Hey, chào các bạn đã quay trở lại với series dẫn ghép lời chi tiết của kênh Guitar Tiến Quyết. Và sau đây anh sẽ dẫn các bạn chơi bài Mùa Xuân Đầu Tiên với điệu van. Nhắc lại cách đánh điệu van, đánh móc. Chúng ta sẽ đánh 3 nhịp là bùm, chách, chách. Một chúng ta sẽ đánh vào dây bass, 2, 3 chúng ta sẽ móc 3 dây bass một cùng lúc, check check boom check check boom check check. Đánh qua chúng ta sẽ đánh xuống 3 nhịp boom check check boom check check boom check check boom check check. Để xem kỹ hơn các đánh điệu van, các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả các điệu đàm hát cơ bản. Hợp âm sử dụng trong bài này là hợp âm mi 7, dây 3 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, bass dây 6. Hợp âm la thứ, dây 2 ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bass dây 5. Hợp âm đô trưởng, dây 2 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 3, bass dây 5. Hợp âm rê thứ, dây 1 ngăn 1, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bass dây 4. Hợp âm son trưởng, dây 1 ngăn 3, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bass dây 6. Hợp âm pha trưởng, chặn ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 3, dây 5 ngăn 3, bass dây 6. Hợp âm mi trưởng, dây 3 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 2, bass dây 6. Hợp âm son 7, dây 1 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bass dây 6. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến phương pháp ghép lời chi tiết thì hãy dành một phút để tìm hiểu nhé. Với phương pháp này, các điệu đệm hát mình đã trình bày ở dưới dạng sơ đồ như sau. Đánh móc được thể hiện bằng chữ và số, đánh quạt được thể hiện bằng hình mũi tên. Lời bài hát đặt tương ứng theo các nhịp đàn và các vị trí hợp âm của bài. Khi chơi, các bạn bám theo sơ đồ để biết được những nhịp vừa đàn vừa hát, những nhịp chỉ đệm đàn. Như vậy, các bạn vừa đàn vừa hát sẽ không bị sai nhịp, giúp cho cảm nhịp của các bạn được hình thành và phát triển. Nếu thấy series này hay thì like, subscribe kênh để có thể xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Và nếu cần tài liệu, hãy liên hệ với mình. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi sơ đồ ghép lời chi tiết của bài hát hôm nay. Bây giờ mình sẽ ghép chậm để các bạn tiện theo dõi. Và nếu các bạn thấy series này hay thì like, subscribe kênh để có thể xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Ở đây mình sẽ dùng capo ngăn 3, các bạn có thể thay đổi tùy theo giọng hát của mình. Mình sẽ bắt đầu. Thank you.
mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng lành. Đoạn điệp khúc các bạn thể đánh quạt ví dụ như này. Các bạn cứ chơi chậm để bắt được nhịp, sau đó khi quen ta tăng dần tốc độ lên sau. Và hy vọng các bạn để chơi được bài hát sau khi xem xong clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài diễn tiếp theo. Và nếu cần tài liệu hãy liên hệ với mình nhé. Chào các bạn, vừa đàn vừa hát các bài hát yêu thích không phải là quá khó, chỉ cần kiên trì rèn luyện trong một vài tháng. Tuy nhiên trên thực tế thì có khá nhiều người có thể chơi được điệu, chuyển được hợp âm thành thạo, nhưng khi hát vào lại hay bị lệch, không khớp nhịp hát với cả nhịp đàn. Chính vì thế mà mình đã suy nghĩ và sáng tạo ra cái kiểu hướng dẫn ghép lời chi tiết này, và với mục đích là giúp cho những ai gặp phải những cái vấn đề mình vừa trình bày trên có thể sửa chữa và hát đúng giai điệu bài hát cùng với đàn. Cách hát của một bài hát thì nó rất là đa dạng, tùy vào người hát có thể ngân nghỉ hay feel những cái chỗ khác nhau, tùy vào những các bản phối này, là những cái cảm xúc khi chúng ta hát. Và cái trong cái bài hướng dẫn hoặc là trong cái tài liệu mình thì mình sẽ làm một cái cách hát đơn giản nhất và giống với bản gốc nhất cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn có thể chơi được các bài hát mẫu và sau đó là chơi các bài hát tương tự. Cách sử dụng cái tài liệu này thì nó cũng không quá phức tạp đâu. Nó thiên về thực hành điểm hát. Các bạn chỉ cần theo dõi kỹ cái sơ đồ mà mình đưa lên trên YouTube và trong các cuốn tài liệu. Và khi hướng dẫn thì mình đều hát ghép lời vào với tốc độ là tương đối chậm để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Và khi chúng ta chơi được chậm rồi, có thể không cần nhìn nhiều tài liệu thì chúng ta có thể đánh nhanh lên và dần dần các bạn có thể quen được cái nhịp của bài hát. Và từ 1-2 bài ban đầu quen thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều bài tương tự với các điệu đó hoặc là các điệu khác cũng như vậy thôi. Và cái bộ giáo trình này của mình thì có những cái điệu thường dùng, ví dụ như là điệu van, điệu slow rock, Euro, slow ballad, slow surf, disco. Và mình sẽ cố gắng dần dần mở rộng ra thêm được nhiều điệu hơn nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để có thể giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều cái bài và những cái video hướng dẫn tiếp theo. Chào.